Đây rồi, xin chào mọi người. Cái video này thì sẽ chữa lại cái đề thi cuối kỳ của mọi người nhé. Cái đề này thì nói chung để làm được đến xem nào, chắc 9 điểm thì chắc là dễ, nhưng mà trên 9 thì chắc cũng sẽ có một vài cái câu khó. Đấy, vài cái câu khó chứ nó cũng không không phải là dễ quá đâu. Cái đoạn cuối cuối hai mới xem qua thì có vẻ là cũng cũng căng đấy. Mà thôi cứ chữa nào, được cái chữ nào thì hay cái chữ đấy vậy. Bắt đầu từ cái câu 1 nhé. Khoảng cách từ điểm M đúng không, cho đến cái mặt phẳng alpha nhé, thì cái câu này nó là chỉ tuyệt đối trên căn thôi. Để máy tính nhé. Đây, con này mình phân số này, mình gọi chỉ tuyệt đối ra nhé. Để trên tự mình bấm là x này, đúng không? Trừ đi 2y này, cộng với 2z này, cộng với 5. Rồi, đấy, dưới mẫu là căn bậc 2 của, đúng không? 1 cộng 4 cộng 4. Đấy, 1 cộng 4 cộng 4. Rồi, mình can check vào đây, can cho cái điểm M vào, 1 trừ 3 2 nhé, 1 này trừ 3 này, 2 này. Rồi, đó, như vậy nó được 16/3. Đó. Rồi. Câu số 2 thì là câu nối cận thôi, đúng không? Đây, từ 1 đến 6 mình cộng hai con này vào thôi. 2 cộng với âm 4 như vậy được âm 2. Đấy, chuẩn. Câu số 3 này. Thể tích của khối tròn xoay bị giới hạn bởi hai cái ông này. Thì câu này mình sẽ giải cái phương trình hoành độ giao điểm nhé. Mình cho hai cái phần mình bỏ y đi, cho hai phần còn lại bằng nhau này, đúng không? Thế thì mình giải cái phương trình trừ x mũ 2 cộng với 3x bằng 0, thì mình sẽ thu được là x bằng 0 với cả x bằng 3, đúng không? Như vậy thì mình sẽ có thể tích này, đó là bằng pi nhân với tích phân, đúng không, của cái hàm này bình phương này, trừ x mũ 2 trừ x mũ 2 cộng với 3x, rồi đóng góc bình phương trừ đi 0 bình phương. Ở đây mình sẽ lấy cận là từ 0 cho đến 3. Đấy, sau đó mình bằng thôi. Rồi, như vậy nó được là 81/10 pi. Đấy, 81/10 pi. Rồi, như vậy là câu này ý A. Đấy. Đấy, mọi người xem lại cái hàm nhé. Rồi, câu số 4 này, số phức nào là nghiệm của phương trình này, đúng không? Thế thì mod 922 thôi. Mod 922. Nhập hệ số vào đây, 1 này, trừ 2 này, 5 này. Rồi, 1 cộng 2y thì còn lại sẽ là 1 trừ 2y nhé. Đấy, 1 cộng 2y là con này. Câu số 5 này. Trong không gian OXYZ cho hai điểm A và B, điểm M nằm trên trục OZ, như vậy là mình sẽ để điểm M này này, tọa độ của nó là 00Z. Đó. Rồi, điểm M thì cách đều hai điểm A và B đúng không? Tức là mình cần phải giải là MA đấy, bằng với MB nhé. Đó, mình giải MA bằng MB. Đó, MA bằng MB thì mình tính cái biểu thức của nó ra thôi. Đây, mỗi một này, căn bậc 2 đúng không? MA thì mình sẽ lấy A mình trừ đi M nhé, đúng không? A trừ đi M này thì 1 trừ 0 thì nó được 1 này, bình. Và tiếp tục 3 trừ đi 0 đúng không? Thì nó là 3, bình này. Cuối cùng nó là 4 trừ Z này, đúng không? 4 trừ đi z. Rồi, bình. Đó, như vậy là xong được cái MA nhé. Bây giờ mình cho bằng với MB. MB thì mình lấy B trừ M thôi, đúng không? 1 trừ 0 này, đó là 1 bình này. Đấy, tiếp tục đây là 0 trừ 0 đúng không? Thì nó là 0 bình. Cuối cùng thì nó là 1 trừ đi z đúng không? Vậy bấm là 1 trừ đi z. Bình phương. Đó, 1 trừ đi z. Rồi sau đó mình ship show nó. Thì máy tính nó tìm z. Đó, như vậy máy nó trả cho mình z bằng 4 nhé. Đó, z bằng 4 như vậy là IA chuẩn. Câu số 6 này. Cho số vức z thỏa mãn cái dữ kiện này, đúng không? Thế thì đầu tiên mình tìm z ngang bằng cách là mình chia xuống đã, đúng không? Đấy. Thì mình bấm là 1, 2. Mình chia xuống này. Thì mình có là 3 trừ y. Đấy, mình chia cho 1 cộng với 2y bằng này.
Rồi, như vậy thì đây là con Z ngang nhé. Z ngang là 1 phần 5 trừ 7 phần 5 y. Như vậy là Z mà không có ngang ấy, nó sẽ là 1 phần 5 cộng với 7 phần 5 y, đúng không? Như vậy phần nào là cộng 7 phần 5? Như vậy là ý B chọn rồi. Câu số 7, một lần tích phân bằng 3. Thế thì 3 lần tích phân thì nó bằng 9 thôi, đúng không? Câu này thì cơ bản rồi. Câu số 8 này, tổng phần thực và phần nào con Z bằng bao nhiêu, đúng không? Thế mình phải bấm cái biểu thức này thôi. Đấy, bấm biểu thức này. 1 đúng không? Trừ đi 2y đóng ngoặc bình phương. Đấy, cộng với mở ngoặc 2 trừ y. Rồi, bấm bằng. Rồi, như vậy mình được là trừ 1 trừ 5y, đúng không? Như vậy tổng phần thực và phần nào nó là âm 1 cộng với âm 5. Như vậy là được âm 6. Đấy, âm 6. Câu số 9 này, nó bắt mình tính là Z, đúng không? Chia cho V kép. Z chia V kép, vậy mình phân số thôi. Z nó là 1 cộng với 2y. Mình chia cho V kép, nó là 1 trừ y. Bằng. Rồi, thì mình sẽ thu được là âm 1 phần 2 cộng với 3 phần 2y. Đấy, như vậy nó là ý B. Nó là ý B. Câu số 10 này, trong mặt phẳng tọa độ tập hợp các cái điểm biểu diễn cho số vức Z, đúng không? Bằng x cộng với y thỏa mãn cái công thức này là, đúng không? Thì đối với cái câu này ấy, thì mình sẽ cố định x bằng 2. Đúng chưa? Mình cố định x bằng 2. Thế thì đáp án A nhé. Nếu mà x bằng 2 thì y nó sẽ là bằng trừ 1. Đó, y nó bằng trừ 1 này. Ý B thì nếu mà x bằng 2 thì y nó bằng trừ 2. Đấy, ý C thì x bằng 2 thì y nó bằng 3. Đấy, ý D thì x bằng 2, y bằng 2. Rồi, bây giờ mình sẽ bấm cái biểu thức của cái câu 10 này vào. Mình sẽ lấy vế trái trừ vế phải thôi. Vế trái là mô đun này của 1 cộng z này. 1 cộng z. Rồi, ok. Trừ đi vế phải là trừ đi mô đun này. Rồi, của y trừ đi z. Đó. Rồi bắt đầu mình can. Mình can. Đáp án A thì mình nhập vào đây nó là 2 trừ y nhé. Đấy, 2 trừ đi y. Đó, bằng. Bằng. Rồi như vậy nó không ra bằng 0, như vậy ý A này không đúng rồi. Ý B mình bấm là 2 trừ 2y. Đấy, 2 trừ đi 2y. Đó, mình bấm bằng. Rồi nó ra bằng 0, như vậy là ý B này là ok. Đó, ý B này là ok. Đó, kết quả nó ra bằng 0 thì mình chọn thôi. Câu 11 này. Phương trình tham số của đường thẳng đi qua điểm M này. Đó, và có cái vectơ trị phương U. Thế thì cái vectơ U nó dính với T thôi. Mình check cái này nhé. 3 trừ 2, 1. Ok, vectơ U chọn rồi. Điểm đi qua là trừ 3, 0, 5 nó ở phía trước. Trừ 3 này. Không có này, đúng không? 5, ok, chọn. Vậy là ý D. Câu 12. Trong không gian OX, YZ này, cho hai điểm A và B. Một cái đường thẳng D như thế này. Gọi M là một cái điểm di động thuộc vào mặt phẳng OXY. Sao cho cái góc AMB bằng 90 độ. N là điểm di động thuộc vào D. Tìm giá trị nhỏ nhất của MN. Câu này câu này thì chắc là chữa tay đi. Không quá khó đâu. Nó sử dụng một chút về hình chiếu. Hình chiếu là có thể là ra. Chúng ta sẽ sử dụng ba cái dữ kiện đầu tiên đây, điểm A điểm B này, rồi tiếp tục điểm M là cái điểm di động thuộc vào cái mặt phẳng OXY này, sao cho là góc AMB nó bằng 90 độ. Đó, thì bây giờ mình có thể mình xử lý qua cái điều kiện này một chút. Thế nào, điểm M này mà thuộc vào cái mặt phẳng OXY, thuộc vào mặt phẳng OXY. Từ đó thì mình sẽ có thể tọa độ hóa cho điểm M. Thì Z của con M này phải bằng 0 này. Đấy, mặt phẳng OY thì có phương trình là Z bằng 0. Như vậy là điểm M sẽ có cái tọa độ là X, Y, 0. Rồi, bây giờ là cái góc AMB bằng 90 độ. Đấy, AMB bằng 90 độ thì mình sẽ tính hai cái vectơ MA ra. Đó, và vectơ MB ra. MA thì mình lấy A trừ đi M nhé. Như vậy là mình được là 4 trừ x này
trừ 2 trừ y này. Đấy. Và cuối cùng đó là 4 trừ đi 0, đúng không? Thì nó vẫn là 4 thôi. 4 trừ 2 4 này, 4 trừ 2 4 này, đúng rồi. X y 0. Rồi ok, chuẩn. Như vậy là mình tính xong được vector MA. Bây giờ đến MB. MB mình lấy là b trừ m đúng không? Như vậy nó là trừ 2 trừ x này. 6 trừ y. Rồi, 6 trừ y và 4 trừ 0 đúng không? Thì nó vẫn là 4. Rồi, thế bây giờ là do MA vuông góc với cả MB. Đó, vậy ở đây chúng ta tương đương là MA mà chúng ta nhân vô hướng với MB ấy, thì cái này nó bằng 0. Đó. Vậy tương đương mình được là 4 trừ đi x đấy, nhân với cả là trừ 2 trừ x này đấy. Rồi cộng với chỗ này nó là trừ 2 trừ y đúng không, nhân với 6 trừ y. Rồi cuối cùng là cộng với 4 nhân 4 thì nó bằng 0. Đó, hai con vuông góc với nhau thì tích vuông phải bằng 0. Rồi bây giờ mình sẽ bung nó ra. Mình bung ra nhé. Thì cái con đầu tiên mình bung ra được là trừ 8 này, trừ đi 4x này. Đấy, đúng chưa? Cộng với 2x này, cộng với xx này. Trừ 12 này. Rồi tiếp tục cộng với 2y này, trừ đi 6y này. Cộng với y bình này, cộng với 16 này bằng 0. Đấy, chúng ta tương đương x bình. Rồi trừ đi 2x này. Đấy, tiếp tục cộng với y bình này. Rồi cái chỗ này là được trừ 4y, trừ 4y. Thế còn cái phân số này xem được bao nhiêu. Lấy cái máy tính là bấm trừ 8 này, trừ đi 12. Rồi tiếp tục trừ 8 này, trừ 12 này, cộng với lại 16, cộng với 16. Rồi bằng. Rồi như vậy là được trừ 4 này, bằng 0. Rồi như vậy quỹ tích của điểm M thì nó sẽ là một cái đường tròn. Nó là một cái đường tròn thôi. Đấy, nó là một cái đường tròn. Như vậy là cái này tương đương đó là x trừ đi 1 bình phương cộng với lại y trừ đi 2 bình phương. Rồi như vậy con đầu thêm 1, con thứ hai là thêm 4. Đấy, con đầu thêm 1 này, con thứ hai thêm 4 không? Vậy nó là 1 cộng với 4, đuôi trừ 4 chuyển sang nó là cộng 4. Như vậy thì kết quả bằng 9. Như vậy nó là một cái M này, mình sẽ thuộc vào một cái đường tròn. Đấy, nó có cái tâm. Nó có cái tâm ở đây nó là tâm Y chẳng hạn, đúng không? Tọa độ nó là 1, 2, 0. Đấy. Và cái R của chúng ta thì nó sẽ là bằng bằng 3. Đó, như vậy là cái quỹ tích của con M này đã xong. Rồi tiếp tục. Người ta cho mình thêm một cái đường thẳng D. Đấy, cho mình thêm một cái đường thẳng D. N là một điểm di động thuộc D này. Đúng không? Đấy, tính giá trị nhỏ nhất của MN. Đấy, tính giá trị nhỏ nhất của MN. Thế thì về mặt lý thuyết ấy, về mặt lý thuyết thì là cái đường tròn, cái đường tròn thì nó sẽ đi như thế này. À, đây, có để vẽ cái hình đi. Cái đường tròn nó sẽ đi như thế này. Cái đường tròn này nó có cái tâm là tâm Y này. Bán kính R của nó bằng 3. Rồi, tiếp tục. R của nó bằng 3. Rồi, đấy, R của nó bằng 3 nhá. Một cái đường thẳng nhé. Thì các cái đáp án đây nó có một cái thẳng là số 2. Không, thẳng số 2 thì ta phải check cái dữ kiện này. Mình phải check xem là cái đường thẳng này này, đấy, nó có thể tạo ra giao điểm với cái đường tròn này hay không.
Bởi vì nếu mà cái đường thẳng mà tạo ra giao điểm với cái đường tròn ấy thì có thể là đường thẳng nó đang cắt vào đường tròn. Nó có thể có một số cái trạng thái của đường thẳng nhé. Ví dụ như là trạng thái thứ nhất là đường thẳng nó nằm bên ngoài. Trạng thái thứ hai là nó có thể là tiếp xúc. Tiếp xúc. Rồi trạng thái thứ ba là nó có thể cắt. Nó có thể cắt. Đó. Như vậy là có ba trạng thái lận, thì bây giờ mình cần phải kiểm tra xem nó rơi vào trạng thái nào. Đấy, nó rơi vào trạng thái nào. Thì có thể là có một số cái hướng, ví dụ hướng thứ nhất là tính khoảng cách từ y đấy cho đến cái đường thẳng đấy, thì nếu mà cái khoảng cách đấy mà nó nhỏ hơn bán kính thì nó sẽ cắt, bằng bán kính thì là tiếp xúc, lớn hơn bán kính thì là bên ngoài. Cái giải pháp thứ hai là mình có thể là mình xét cái tương giao, mình xét cái tương giao giữa cái con D này này và cái con đường tròn này. Đó, mình xét tương giao giữa con D và cái con đường tròn này. Đó, mình giải cái phương trình tham số đấy, thì mình check xem là cái phương trình đấy nó có nghiệm hay không. Nếu mà nó có nghiệm thì là mình dựa vào số lượng nghiệm để mình kết luận thôi. Ví dụ có một nghiệm thì là tiếp xúc này, hai nghiệm thì là cắt, mà không có nghiệm nào thì là nó bên ngoài. Đấy, thì bây giờ mình sẽ check thử nhé. Mình check thử. Cái con đầu tiên là x trừ đi 1 bình phương, đúng không? Vậy mình bấm là 5 trừ đi 1 bình phương. Rồi con thứ hai là y trừ 2 bình phương. Đúng không? Đấy, y trừ 2 bình phương. Rồi như vậy là mình cộng với y của mình nó là trừ 1, như vậy mình bấm là trừ 1 trừ đi 2 bình phương. Rồi, ở đây nó không có z nên ta không cần dùng đến cái dữ kiện z này. Đúng không? Và mình cho nó bằng 9 nha. Mình cho nó bằng 9 và mình bấm shift zone. Shift zone. Đây là trong mode 2 à? Thế thì thôi, mình bấm trừ 9 luôn cho nhanh. Rồi bằng. Như vậy nó ra bằng 16. Thế thì 16 thì khác với số 0, nghĩa là cái phương trình này vô nghiệm rồi. Đấy. Vậy thì cái phương trình này là cái phương trình vô nghiệm. Thì đây vừa rồi anh thay x và y này vào đây này, vào cái phương trình của đường tròn ấy, thì cái phương trình này nó vô nghiệm. Vô nghiệm nghĩa là đường thẳng nó đang nằm bên ngoài đường tròn rồi. Đấy, ngoài đường tròn ấy. Như vậy thì mình phải xóa cái đi vậy. Đấy, xóa cái đi. Rồi, thế thì bây giờ nhé. Điểm M nó chạy trên cái vòng tròn này đúng không? M nó chạy trên cái vòng tròn này. Còn là điểm N thì nó chạy trên đường thẳng. Nó hỏi giá trị nhỏ nhất của MN đúng không? Thì mình sẽ lấy điểm M vào đây. Còn điểm N vào đây. Đó, thì cái đoạn MN này nó chính là cái đoạn ngắn nhất. Đó, nó chính là cái đoạn ngắn nhất. Đó, thế còn để tính được cái MN ấy. Để tính được cái MN thì mình sẽ lấy lại IN. Mình trừ đi IM. Đó. Ok chưa? Thế còn cái IN nó chính là cái khoảng cách, đúng không? Từ điểm I cho đến cái đường thẳng này là đường thẳng D này. Đó, cho đến đường thẳng D. Trừ đi IM là trừ đi R là xong. Đó. Ok. Thế bây giờ tính cái khoảng cách từ I cho đến D. Đó. Từ I cho đến D nhé. Thì mình sẽ phải viết một vài cái anh chàng ra. Đầu tiên là trên cái đường thẳng D ấy, đúng không? Thì mình lấy được cái điểm đi qua, thì mình lấy cho anh qua điểm B chẳng hạn này. À, để không có đoạn qua có B rồi đúng không? Thế thì thôi mình lấy điểm C đi. Đấy, mình lấy cho anh cái điểm C nằm trên đường thẳng D nhé. Tọa độ của nó là 5 trừ 1 0. 5 trừ 1 0. Rồi. Đấy. Bài này cho điểm Y rồi. Điểm Y của mình này, mình tính được nó là 1 2 0. Đó. Vậy từ đây mình tính được ngay cái vector, đó là vector CI. Đấy. Vector CI. CI thì mình lấy y trừ c nhé, như vậy nó là trừ 4 3 0. Đó, như vậy là CI là mình đã có mục tiêu là chế tạo ra một cái hình bình hành ở đây này. Cái điểm C nó rơi ở đây. Đấy, điểm C rơi vào đây, như vậy là vector CI là vector này. Đó. Mình lấy thêm một vector thứ hai, nó là vector UD nhé. UD thì căn bản nó sẽ đi như thế này. Đó, như vậy là mình đã chế tạo được xong một cái hình bình hành này. Chế tạo ra một cái hình bình hành ở đây. Đó. Thì cái khoảng cách từ y cho đến đường thẳng D nó sẽ chiều cao trong hình bình hành. Thì mình lấy diện tích hình bình hành và chia cho độ dày đáy của nó là xong. Đó. Rồi, thế thì cái con CI đã có này, bây giờ mình tính cái con CN này chẳng hạn này đúng không? Thời gian ngoài CN mà là cái vector U đấy. Vector U của đường thẳng đúng không? Thì trong bài này U của đường thẳng nó là 001 đúng không? Đấy, mình có là UD. Nó là bằng 001.
Rồi, thì bây giờ mình tính cái khoảng cách từ y cho đến đường thẳng nhá. Thì mình vào trong môn 5. Môn 5 mình tạo hai cái vector đây. Vector thứ nhất tọa độ là -430 này. 430. Rồi. Mình bơm option này. 1 2 2 à 1 2 3. Rồi, mình tạo vector thứ hai là 0 0 1. Rồi, sau khi mình tạo xong ấy thì mình bấm là chỉ đối này. Option 3 nhân thường option 4 đóng lại chia cho trị này của option 4 đóng ngoặc lại bằng. Rồi, như vậy thì cái khoảng cách này mình tính được nó bằng 5. Đó, bằng 5. Xong rồi. Đấy, xong. Như vậy khoảng cách cái từ y cho đến cái đường thẳng D này này thì nó sẽ bằng 5 nha mọi người. Đấy, cái độ dài này này. Cả cái đoạn này nó bằng 5. Đấy, bằng 5. Rồi, như vậy đoạn MN ngắn nhất ý, thì nó sẽ phải bằng 2 nhá. Như vậy đáp án là IA. Đấy, sang với câu 12. Câu 13. Lấy trị phương thì nó là trừ 2 1 0. Đúng không? Trừ 2 1 0. Đó, con này đơn giản rồi. Câu 14 này. Con giun của f trừ g đúng không? Mình lấy f mình trừ đi g, như vậy là 4 trừ đi 1 thì nó bằng 3 thôi. Rồi, câu tiếp theo. Thể tích đúng không? Thể tích của hàm đúng rồi. Pi nhân tích phân từ 0 đến 2 của x cộng 1 bình phương. Rồi. Lẽ ra thì quay quanh trục OX ấy. Đây này. Nó còn cái anh trục hoành nữa. Thực chất nó còn là trừ đi không bình. Trong công thức này thực chất nó còn trừ đi không bình. Đấy, nhưng mà trừ đi không bình thì coi như là bằng không đi thì mình bỏ luôn. Vậy IB này là chuẩn rồi. Đấy, 15 IB chuẩn. Câu 16 này diện tích hình phẳng bị giới hạn bởi hai cái đường này là bằng bao nhiêu đúng không? Thôi câu này mình bấm máy tính luôn nhé. Đây. Cái hàm người ta cho mình hết rồi. 1 1 thôi. Rồi. Đấy, tích phân này, mình mở chỉ đối ra. Chỉ đối này. Rồi cái hàm thứ nhất đó là x mũ 2 cộng với 1. Rồi trừ đi hàm thứ hai là trừ đi 0. Đấy, được chưa? Trừ đi 0. Đây, hàm thứ nhất đây, hàm thứ hai đây. Rồi, cận thì lấy từ 0 đến 1. Bấm bằng. Rồi, như vậy nó bằng 4 phần 3 nhé. 4 phần 3 như vậy IC chuẩn. Rồi, câu số 17 này. Gọi F lớn thì là một cái nguyên hàm của con này. F phẩy nhân con này đúng không? Chọn khẳng định đúng trong các cái khẳng định sau. Câu này là sử dụng công thức nguyên hàm từng phần. Đấy, mình viết công thức từng phần ra là mình làm thôi. Nó cũng dễ mà. Mình chú ý là trong cái bài này nó cho mình cái chỗ này là f phẩy này. Đấy. Thì khi mình tính thì mình sẽ phải chọn cái u là bằng f nhé, để mình phẩy nó sẽ tốt hơn. Mình có như sau, y bằng này, người ta bắt mình tính là con giun của fx nhân với y mũ 3x dx. Thế mình đặt, mình sẽ đặt u bằng fx. Đấy. Thế còn dv là phần còn lại, đó chính là y mũ 3x dx. Cái dòng bên trên mình đảo hàm xuống thôi, mình có du nó chính là bằng f phẩy x dx. Đấy. Còn bên dưới thì mình v bằng này. Mình lấy nguyên hàm của em mũ 3x thì nó là 1 phần 3 nhân em mũ 3x. Rồi, bây giờ thì cái con y này của mình bằng này, đầu tiên nhân chéo uv nhé, như vậy là được 1 phần 3 em mũ 3x nhân với fx. Xong con đầu tiên trừ đi mở con giun ra, hai con ở kịch phải nhân với nhau đó là f phẩy x nhân với 1 phần 3 nhân với y mũ 3x dx. Rồi, vậy con này bằng 1 phần 3 y mũ 3x nhân với fx. Rồi, ở đây ta để ý rằng này, trên đề bài nó cho một dữ kiện. F lớn thì là một nguyên hàm của f phẩy nhân y mũ 3x này. Thì đây, f phẩy đây nhân với y mũ 3x đây, đúng chưa? Đó, thì cái đống này nó chính là bằng f lớn. Nhưng mà ở đây nó còn có cái hệ số là 1 phần 3 nữa. Như vậy ta viết là trừ 1 phần 3 nhân với f lớn x. Ok, tất cả ta cộng thêm c nữa là xong. Đó, bây giờ mình check đáp nhé. Thế thì con này không đúng rồi. Con này đúng nó phải là IB này này. Là IB nhé. À, thì mới chuẩn. 17B nhé.
Video sau mình sẽ chữa tiếp nhé. Đấy, để up một cái video thời lượng cho nó tương đối ngắn thôi.